Phong Huy xin cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Và phần tin tiếp theo của phần tin đầu giờ của ngày hôm nay nói về việc một trạm thời tiết biết bay đầu tiên trên thế giới. Cơ quan khí tượng Thủy văn và Giám sát môi trường Nga đang thử nghiệm phòng thí nghiệm bay mới với thiết bị khí tượng độc đáo nhằm dự báo thời tiết, nhận diện thời tiết xấu, xù mây và bảo đảm thời tiết nắng ấm. Được chế tạo trên cơ sở máy bay chở khách YAK-42D. Đây được xem là chiếc máy bay kim phòng thí nghiệm đầu tiên và hiện đại nhất thế giới trong 20 năm qua. Theo các chuyên gia Nga, phòng thí nghiệm được trang bị các thiết bị có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau như nghiên cứu tình trạng của bầu khí quyển, dự đoán trước cơn dông tiềm ẩn đang đến gần, đo lường mức độ phóng xạ. Các dữ liệu được chuyển về trung tâm thông qua vệ tinh, cho phép chuyên gia thực hiện những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Lần đầu tiên, phòng thí nghiệm bay được trang bị máy phát điện phun bụi nitơ giúp máy bay YAK-42 có khả năng làm tan các đám mây đang hình thành mưa. Dự kiến chiếc máy bay, phòng thí nghiệm hiện đại trên sẽ ra mắt tại triển lãm hàng không MASK năm 2013, khai mạc vào cuối tháng này ở ngoại ô Moscow. Lần đầu tiên, nhân loại phát minh xét hòn như quả bóng. Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu phương cách tạo ra xét hòn trong phòng thí nghiệm. Xét hòn là một hiện tượng điện lực trong khí quyển chưa được giải thích. Tiến sĩ Mike Lindsay, người đứng đầu cuộc nghiên cứu về hình thức hiếm nhất của tia sét là xét hòn, cho biết xét hòn như một quả bóng phát ra ánh sáng có thể trôi nổi trên bầu trời một cách kỳ lạ, và sau đó phát nổ dữ dội. Xét hòn đôi khi làm con người bị thương, gây thiệt hại cho các tòa nhà. Nó có kích thước từ một hạt đậu đến một quả cầu đường kính vài mét. Ánh sáng rực rỡ kéo dài lên đến 10 giây. Mike Lindsay nói, vì xác suất xét hòn chỉ tạo ra một lần trong hàng triệu tia sét, nên từ trước đến giờ, xét hòn chưa bao giờ được nghiên cứu bởi các công cụ khoa học. Kết quả được công bố trên tạp chí Physical Chemistry. BBC cho biết, theo một số báo cáo trước đây, nhà vật lý nổi tiếng Nikola Tesla đã có thể làm ra xét hòn trong phòng thí nghiệm của ông tại Colorado từ năm 1900. Nhưng ông không mô tả phương pháp và không cho phép bất kỳ ai sao chép lại. Trong bài báo, tiến sĩ Lindsay và các đồng nghiệp đã mô tả nghiên cứu trước đó tạo ra quá trình phóng điện phát sáng plasma dưới dạng một đám khí tích điện trên một dung dịch điện ly. Các thí nghiệm mới vẫn sử dụng phương pháp trước đó, nhưng có thêm các điều kiện để giữ được quả bóng phát sáng kéo dài càng lâu càng tốt. Tiến sĩ Lindsay giải thích, tôi không nghĩ rằng những gì chúng tôi tạo ra là xét, mặc dù giai đoạn đầu của sự phóng điện này tạo ra plasmoid, một cấu trúc chặt chẽ giữa plasma và từ trường, có nhiều điểm tương đồng với xét. Lindsay nói, trong trường hợp này, chúng chỉ là một cung tròn điện tích trên bề mặt của dung dịch điện ly. Nhóm khoa học sử dụng máy ảnh tốc độ cao để theo dõi quá trình này và phát hiện ra sự thay đổi nồng độ axit trong dung dịch điện ly dẫn đến quả bóng tồn tại lâu hơn. Họ dựa vào bức xạ hồng ngoại phát ra từ quả bóng để xem xét mật độ và cấu trúc của nó thay đổi theo thời gian. Kết quả, hơi nước và carbon dioxide hiện lên bên trong quả bóng cùng với một số chất khác chưa xác định được. Tiến sĩ Lindsay cho biết thêm, chúng tôi không chắc chắn đây là hiện tượng xét hòn, nhưng nó có nhiều điểm tương đồng với xét hòn. Chúng tôi đang mua thêm những trang bị cần thiết để làm thí nghiệm, cung cấp một kết quả và câu trả lời thuyết phục hơn. Những ngôi làng cổ ở Narita. Từ sân bay Narita, Nhật Bản về nhà ga trung tâm Narita chỉ mất 10 phút đi tàu hoặc buýt. Cửa ga là bến xe buýt và cũng là trung tâm của thành phố Narita. Mọi tuyến du lịch khám phá Narita đều bắt đầu từ đây. Lịch sử hình thành của vùng đất Narita được biết đến từ xa xôi. Một trong những dấu tích còn lại là ngôi chùa nghìn năm tuổi Narita-san Shinchō-si được xây dựng từ năm 1940. Đến nay vẫn là một trong những điểm hành hương quan trọng của đất nước mặt trời mọc. Hàng năm, Shinchō-si đón khoảng 13 triệu lượt người tới tham quan. Chỉ mất chừng 15 phút đi bộ từ cửa nhà ga chính của thành phố là tới Shinchō-si. Nhưng đừng vội vã bởi con đường nhỏ duyên dáng và đầy màu sắc Omote Sando dài hơn một cây số nối giữa nhà ga và ngôi chùa nghìn năm tuổi ấy chắc chắn sẽ níu chân bạn lại. Hào hào giống những con đường dốc ở Kyoto,
Omotesando ở Narita cũng quanh co. Hai bên đường được tô điểm bởi các cửa hàng bán đồ lưu niệm và tiệm ăn. Vẫn những ngôi nhà gỗ được xây cất theo kiểu truyền thống. Vẫn kiểu trang trí cửa hiệu và tiệm ăn mang đậm màu sắc Nhật Bản không thể trộn lẫn. Nhưng Omotesando lại có thêm không khí của làng chài nhờ những cửa hàng bán khô cá, khô tôm, đủ loại và cá tươi. Cá tươi chủ yếu là cá chạch, được thả trong các chậu to đựng đầy nước đặt ngay trên vỉa hè. Và đặc sản của Narita là lươn. Những cửa hàng cơm lươn san sát trên phố Omotesando. Nét độc đáo của cơm lươn ở đây là thực khách được nhìn tận mắt món ăn của mình được chế biến như thế nào. Màn làm lươn được đầu bếp trình diễn thoăn thoắt. Những con lươn chỉ bé bằng cái đũa được bắt lột da, mổ lấy ruột và cắt từng khúc, xiên vào que tre và cho vào lò nướng. Trong tiếng Nhật, Narita-san có nghĩa là núi Narita, thể hiện độ cao của ngôi chùa. Còn Shinso-shi có nghĩa là ngôi chùa chiến thắng, là một quần thể đồ sộ với nhiều công trình kiến trúc Phật giáo được xây dựng qua nhiều thời đại. Ngôi chùa chính được khởi công xây dựng vào năm 1940 để tưởng nhớ chiến thắng của một vị tướng quân. Con đường hai bên toàn cây anh đào cổ thụ chạy dài dẫn du khách tới công viên Narita-san cũng chính là nét độc đáo của quần thể tâm linh này. Công viên chùa rộng hơn 16 hecta với những con đường mòn quanh co dưới tán cây rậm, cùng những khu vườn đá uy nghi lạ lẫm. Gọi là công viên rừng cũng không ngoa vì sự rộng lớn và cảm giác hoang sơ của nó. Đôi lúc khiến người thăm có cảm giác bị lạc. Nhưng trước khi trở lại sân bay Narita, có một nơi rất gần chùa Narita-san mà du khách không thể không tới. Đó là trung tâm mua sắm Aeon Mall. Với khoảng 150 cửa hàng, Aeon Mall có sự đa dạng các mặt hàng. Từ đồ ăn tới thời trang, sách vở, băng đĩa, đồ nhà cửa và có cả trung tâm chiếu phim hiện đại Hillmark Cinema Theaters. Khách du lịch trước khi rời Nhật Bản qua cửa ngõ Narita thường ghé qua Aeon để tiêu nốt những đồng yen cuối cùng. Mặc dù sân bay Narita nổi tiếng với hệ thống các cửa hàng miễn thuế vô cùng phong phú và một thế giới đồ ăn cực hấp dẫn, nhưng hàng hóa ở Aeon vẫn hấp dẫn hơn bởi giá cả. Đặc biệt ở đây có cửa hàng 100 yen, tất cả món đồ đều đồng giá 100 yen, khoảng 22 đồng, mà du khách khó có thể ra cửa tay không. Phần nhiều các món đồ ở đây có xuất xứ từ Trung Quốc, được gia công theo tiêu chuẩn đặt hàng ở cửa hàng Daiso của Nhật Bản. Nhưng cũng có không ít món đồ made in Japan, hẳn hoi, nhất là các đồ dùng trong nhà, đồ nhà bếp được bán với giá rẻ giật mình nếu so với mặt bằng giá cả chung ở đất nước được liệt vào hàng đất đỏ nhất thế giới này. Và nếu gặp may, bạn sẽ có thể tìm được những món hàng bày mẫu, hàng thử, hàng đã qua sử dụng đảm bảo chất lượng, được bán với giá rất mềm. Bởi vậy, đến Aeon, ngoài việc canh túi tiền người ta, còn phải canh giờ nếu không muốn lỡ chuyến bay. Việt Nam mua hai hộ tống hạm tàng hình Sigma của Hà Lan. Một hãng đóng tàu của Hà Lan cho hay họ đạt thỏa thuận cung cấp cho Việt Nam hai hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn lớp Sigma. Theo tin từ tập đoàn đóng tàu Diamond của Hà Lan, hợp đồng dự trù chính thức ký vào cuối năm nay. Theo báo Người Việt, không có chi tiết là đích xác giá trị hợp đồng là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo công ty nói trên, thì hợp đồng khoảng 500 triệu euro hay khoảng 660 triệu đô la với tín dụng do chính phủ Hà Lan bảo trợ. Lớp tàu chiến gọi là Sigma do viết tắt của kỹ thuật chế tạo từng khoang hay gọi là module ráp lại với những con tàu chiến có chiều dài từ 50m tới 150m. Việt Nam lựa chọn lớp Sigma 9814, có chiều dài 98m, chiều ngang là 14m và trọng tải là 2.075 tấn. Vận tốc tối đa 28 hải lý trong tầm ngầm hoạt động là 4.000 km. Người ta chưa biết tàu Sigma đóng cho Việt Nam được trang bị loại hỏa tiễn chống tàu nào. Có thể là sử dụng hỏa tiễn Isoces, Pháp chế tạo và các hỏa tiễn phòng không tầm ngắm Mika của Âu Châu. Nhưng Việt Nam quen thuộc với vũ khí của Nga nên có thể thay đổi vào đó là hỏa tiễn chống tàu KH-35 Uren-E của Nga. Hàng đóng tàu Diamond từng có lịch sử hợp tác suốt 20 năm qua với các nước Đông Nam Á, mà một nhà máy đặt tại Hải Phòng. Cách đây một tuần lễ, tin cho hay, từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã chi 115 triệu đô la qua 32 hợp đồng mua sắm trang bị và dịch vụ phục vụ kỹ nghệ đóng tàu từ Hà Lan.
chuyên viên kỹ thuật Hòa Lan đã hướng dẫn đóng 7 chiếc tàu cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu Cảnh sát biển DN-2000 là con tàu lớn nhất đóng tại Hải Phòng với kỹ thuật Hòa Lan hạ thủy hồi năm ngoái. Ngoài Việt Nam, Indonesia và Morocco ở Phi Châu cũng là các khách hàng mua tàu chiến lớp Sigma của Hòa Lan. Thưởng thức của mặt trăng trên đảo Phú Quý. Nằm ở ngoài khơi Bình Thuận, đảo Phú Quý được độc giả CNN bình chọn là một trong những hòn đảo đẹp nhất Biển Đông. Nơi đây còn nổi tiếng với rất nhiều loài hải sản tươi sống, trong đó quỷ và hiếm nhất phải kể đến cua mặt trăng. Cua mặt trăng thường sống ở các bãi đá san hô và có cả ở Côn Đảo nhưng nhiều nhất là ở đảo Phú Quý. Tên gọi mặt trăng có lẽ bởi trên mai của cua có nhiều hình tròn và màu đỏ đậm, pha vào màu hồng tươi như mặt trăng. Loại cua này có thịt thơm ngon nhất vào kỳ trăng mọc. Điều này hoàn toàn trái ngược với các loại cua khác, thịt thường sớp trong thời kỳ này. Có lẽ đây cũng là nguyên do mà người ta đặt cho nó cái tên cua mặt trăng. Để chứng minh là một thực khách sành về thực phẩm Phú Quý, không có cách nào hay hơn là kêu cua mặt trăng khi gọi món. Nếu từng một lần được thưởng thức món cua mặt trăng hấp hoặc nướng chấm muối tiêu chanh, chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên. Tuy nhiên là đặc sản trên đảo Phú Quý, nhưng không phải quán nhậu nào cũng có cua mặt trăng. Vì lẽ đó, bạn phải đi đúng mùa và tìm đúng địa chỉ mới có thể thưởng thức được đặc sản có 102 ở đây. Và kính thưa quý vị khán thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin đầu giờ của ngày hôm nay trên đài truyền hình Việt News. Quang Huy xin kính chúc quý vị khán thính giả một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và Quang Huy xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Đài truyền hình Việt News kính mời quý vị đón xem